Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Tuyền Cookie. Hôm nay chủ nhật, Tuyền ra bán ra ngoài chỗ công viên, chỗ Tuyền bán là giờ này là 5:30 6 giờ nè, mà nước ngập lên gì nè, nước ngập quá trời luôn, phải chờ chút xíu nước rút mình mới bán được bạn ơi. Chút xíu đó mình chạy vòng xuống chợ coi coi với chợ nước ngập nhiều dữ không. Trên đây nước giờ này cũng đang rút xuống rồi đó, chứ hồi nãy là ngập dữ dằn luôn đó. Giờ mình quay từ chỗ hướng cầu cái vòng nhỏ nè, quẹo qua chợ vòng lên chỗ mình bán nha, coi nước chỗ khúc chợ coi ngập nhiều dữ không. Mời quý vị và các bạn đi cùng với Tiền nha. Chỗ này khu chợ mới đang xây gần hoàn thiện rồi các bạn, nhìn đẹp quá nè. Đây, bên đây thì cái nữa nè, đó hết trời luôn. Khúc chỗ đầu chợ mới nè, nước ngập sâu hơn mấy chỗ khác, muốn tới là cái máy cửa xe luôn. Nước ngập lên lá luôn cha ơi. Đây là ngã tư chợ Bình Minh ngay đèn xanh đèn đỏ nè các bạn. Gần khô rồi nè, dọn đồ ra bán nha các bạn. Nước chợ này khô ráo rồi nè, giờ này 8 giờ hơn rồi. Hôm nay chủ nhật mà bán đâu được mấy tiếng hồ, khoảng 3 tiếng mấy, giờ này trời chuyển mưa, trời mưa luôn, 11 giờ trời mưa luôn. Bắt đầu chùm đẩy lại rồi đi và chuyện với dì Lý bán vé số luôn. Thiệt. Giờ này bác hỏi mưa làm sao mà bán. Mưa thì giờ đậy chứ sao, giấc sáng thì nước ngập, giấc trưa thì mưa. Chiều nay để tới chiều nay khoảng mấy giờ cái nước lên, nước ngập nữa. Mưa đậy á. Mưa ở đây là mười một giờ mấy rồi, 11 giờ rưỡi rồi. Chứ có hỏi giờ giờ mày biết thuốc dưỡng cho nó ấy không, còn trời ơi, nó trời ơi, nó nói trời ơi, có bài thuốc này dữ lắm, nó hỏi là thuốc gì, đi đốt cái chú gì, đốt chú. Cô bảy con chú nào đó tôi chặt đi, cái gì lấy gì lộ cái vỏ ngoài bỏ, cái gì lấy cuộn ở trong nó cuộn ở trong là cái gì rút nhọn cho đi, cái đó nhiều luôn, là bà chữ quá trời chữ luôn. Mẹ này tao hỏi chị từ cái gì á, chị cái gì chị cho tao chở đi bác sĩ bảo chở mà hỏi cái gì đó. Vậy cũng cũng là ngồi này nói mà để cho người ta lắng lỗ tai người ta nghe, nói mà nó cười vậy chứ bà nội thì cũng lắng lỗ tai nghe, nghe xong tôi hết rồi chửi chết mẹ thì cứ sống thì ăn cũng hơi chắc bụng. Ổng á, nhiều tuổi ông mắc á, 45 tuổi. Ổng mình không có bị một ngày nữa, chứ bị tự nhiên không biết đầu rồi hôn quê cái rồi đi luôn. Không có bị ngộ gì nè. 45 tuổi hả? Trẻ mà. Rồi nhậu quá, cái nước thạch máu quá, dạng như nước thạch máu vậy. Chạy biến nữa hả? Nhẹ đó đi ông, người ta kêu bỏ bớt rượu đi. Phải rồi, mất rồi, cái đầu chịu cho hết rồi, uống luôn.
Gì rồi sao bán cái gì đấy? Gì rồi sao đây? Không lẽ giờ che dù lên? Bây giờ không lẽ vậy để gì chứ, lẽ che dù lên chi nữa? Đúng không? Lẽ gì mình ngồi mình che dù lên mình ngồi mình đó. Được. Có ai đi đâu mà bán không? Ví dụ như có người đi mua thì mình cũng còn bán được, mà người ta giáp tanh thì bán. Đúng rồi. Giờ này mới tạnh mưa nè. Giờ này 2 giờ mới tạnh mưa. Tạnh mưa rồi bán thấy chứ tới khoảng 3 giờ mấy ha. 3 giờ mấy nước ngập lên. Để chút xíu mình quay nước ngập lên đây. Các bạn giờ này mới tạnh nè. Dạ. Hả? Bà nói tới mấy giờ? Mấy giờ nước ngập? Cũng tiện ha, rửa xe luôn à. Khỏi tốn tiền. Nó thấm á, nó khỏi cần xà bông, lấy đường dễ xịt nước lau hết. Bởi vì đang rửa lỗ mau hết biết luôn. Bên đây chưa một chút vẫn ngập bình địa thôi. Người nước tràn quá nè. Không. Trời ơi, nước nó lên mau. Giờ này mấy giờ hả anh Minh? 5 giờ hả? 5 giờ nước tràn qua lộ luôn. Quay qua đây rồi. Trời ơi, nhìn nó mặt rồi kìa, nói biết nghe chứ bộ à. Đó kìa. Thấy cưng không? Quay mặt qua đây coi. Đó, thấy chưa? Nước quá trời nè, như là xuống cái cống rồi cỡ này đây nè.
nó rất là ớt luôn. Trong vòng một tiếng đồng hồ binh luôn. Rồi chị Mai về luôn. Giờ này chị Mai về luôn rồi nè. Giờ này heo mới ra. Bỏ cho chạy theo, bỏ không? Chụp. Bỏ nhìn giống người nước ngoài chứ mồ luôn. Bỏ ngoài mặt ra bỏ. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 nha. Ngày hôm qua là nước lên lỗ cũng tràn vậy đó. Rồi bữa nay là 15 nè, nghe nói 16, 17, 18. Tới bữa 18 thì nước nó mới bớt lại. Chứ nghĩa là cũng lên nhưng mà nó không có tràn qua lỗ như như mấy bữa mà đỉnh điểm như mấy bữa nay ha. Chị Mai về luôn. Đây với chợ là binh luôn. Bây giờ này lên đèn, đã lên đèn mà nước còn ngập. Tháng này buôn bán khó khăn quá, vừa mưa mà vừa bị nước ngập nữa. Buôn bán khó quá các bạn ơi. Vậy làm gì ăn? Ở bà đâu có nào ít thôi. Trời ơi nhiều lắm. Tao cắt mấy đó không? Đây. Nấu canh này nấu lại hai ba củ nồi canh này. Rồi làm gì á? Lạnh quá. Lấy gì nó lấy đi. Nước rồi, nước tràn lên trên luôn bà ba. Nước tràn luôn. Rồi gì nước ngập lên nhà bà luôn hả? Rồi giờ này mấy giờ bà ba? 17:33. 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi hồi nãy nữa. Mới 5 giờ mà nửa tiếng mà binh luôn à. Nửa tiếng đồng hồ là binh luôn. Tuyền xin chúc cho quý vị và các bạn luôn bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Các bạn thích video thì hãy ủng hộ Tuyền một like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Tuyền nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tràn lên trên, tràn lên nhà của ba luôn.